Bạc không canh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mười mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Gầm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng da mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Nếu thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rủi mãi một lát. Ai phú quý giàu đại ra các, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, ngày nào ai có tình tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền thao, gái tiếc trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu máu cải giữ dễ lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muôi châu rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều bao làng, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mong mạnh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xả thân tầm bát cái nhã thoàng, sao mới khỏi hầm tha sâu bắc. Đến chừng đó bông phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kim giữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bừa, vọng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy nước nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cánh phòng qua khó sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hành. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lấp hối thì già quá trẻ,
khắp hoàng cầu đối xác thấy hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền giải đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thoái điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học tà đạo làm điều tà mi, theo dị đoan cung kiến tình tà, thì sau này gặp chuyện thiết tha. Đừng có trách khùng điên chẳng cứu, thầy ba tánh nghìn tân yểm cừu. Học ai mà ngán ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời. Chẳng có kể công sanh dưỡng dục, thương lê thứ bài tường trong đục. Mặc ý ai nghe phải thì làm, lời của người di tịch núi Sam. Chớ chẳng phải bài điều quyến hoặc, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc. Chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân. Nên chẳng kể tấm thân lao khổ, giả quê dục khuyên người tỉnh ngộ. Giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời. Kéo dân thứ nhiều người kiêu ngào, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão. Buồn xóm làng cứ ghét điên khùng, nếu trẻ già ai biết thì dùng. Chẳng có ép có nài ba tanh, nghe điên giải sau này thời thành. Đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, đừng có ham lên mắt hùng anh. Xa địa ngục uổng thân uổng kiếp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đã gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống cõi tiên thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạt thương phụng gái non kỳ. Bởi Võ Vương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biến trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết.
ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đầu lấy bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt trước Thuấn Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương Trần Thế kể sao cho xiết, mượn xác Trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tính khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nể vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hải nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thánh, cõi ngũ hành chẳng kha reo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời quân hạ ngày nay mộng mèo, khuyên thấy trần hải ráng kiên vàng. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ấy là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người tri. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân. Lại giữa kề bệ ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thì ba tánh nhiều điều tay khổ, khùng thương dân nên phải hết lời. Giáo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lễ thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tận hoàng. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mi, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng. Thì làm sao thoát khỏi trầm luân, khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Chừng lập hỏi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già ca. Cánh trần thế mặt ai thông thà, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên báu ngọc
đãi lâu ráng tu tỉnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thao, trong những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, cõi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tĩnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hay nên xa lánh, theo gương hiền trao sữa làm người. Sao tà tính ăn sông nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài nói quyền, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật cõi đời, cõi hạ giải rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bần, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Câu tam tùng bọn gai nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sèn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bùi. Kẻ phu quỷ đừng giống cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có má dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà bá tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trong chờ mong mọi chúng sanh. Hiển hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hướng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhuốc nhớ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chung tựu điểm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn dách mang đều nhớ nhuốc. Muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nài, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Lúc đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật
đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lệ thư biển di thương hài, dùng phép màu lấp lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng to hết trần, cho trần há tường nơi lao ly. Lão nào có bài điệu ma mị, mà gác lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chung Nam Thành, đang phân xử những người bối nghĩa. Trung với hiếu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh, được hồi phúc nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chứ nên khinh rè. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chung đục đẽo những cây với cùi, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa cây một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đo, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức
dễ tìm đạo chân của khung, đằng sau xem liệt quốc tranh hùng. Được sanh sống nhờ ơn chính bày, quá phép lạ biết bao mà kể. Chính từng mấy nhạc trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thương cầu, khùng vâng lệnh Tây Phương Phật Tổ. Nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi. Người hiền đức đặng phò chân chua, khuyên những kẻ giàu sang có của. Hãy mở lòng thương xót dân nghèo, quầy cảnh vinh hoa lại quá treo leo. Nhà giàu có sao nhiều tai ách, hỡi ba tánh rừng sâu có mạch. Tuy u minh mà có đến gian, linh quang âm giải biểu khùng toàn. Cho bốn đảo rõ nguồn chân lý, lũ thầy đám hay bài trò khi. Mượn kinh luân tụng mương lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên. Mà tăng chúng nào đâu có rò, theo thần tu tạo nhiều chúng mò. Từ xưa nay có mấy ai thành, Phật từ bi độ tử độ sanh. Là đâu kẻ hiền lương nhân ấy, xa với phương là trò kỳ quái. Làm trái đàn che miệng thế gian, kẻ vinh hoa phú quý giàu sang. Mượn tăng chúng đặng làm chữ hiếu, thương ba tánh gì không rõ hiểu. Tưởng vậy là nhân nghĩa vén tròn, thấy lạc lầm đấy đóng lòng son. Khuyên bổn đạo hải nên tỉnh ngộ, ở dương thế tạo nhiều cánh khổ. Xuống huỳnh tuyền đĩa ngục khảo hình, tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh. Chớ chẳng lọt những người hung ác, khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác. Quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh. Phạt với thưởng hai đường tỏ rò, tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Hãy mau mau tu tỉnh mới màu, tận thế gian còn có bao lâu. Mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo, kẻ nghèo khó hút tiền thiếu gạo. Mở lòng nhân tiếp rước mới làm, làm hiền lành hơn tụng hư hà. Hại tướng Phật hay hơn o re, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe. Đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, vẹn mười ân mới đạo làm con. Lúc sanh sống chớ nên phủ bạc, nếu làm đám được về cực lạc. Thì giàu sáng được trọn hai bề, ý tước quyền làm ác ấy hay. Khi bỏ xác nhiều tiền lo lót, kinh với sám tụng nghe thành thoát. Lũ những bóng tập luyện đã rành,
đấu với đàn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đắng đòi cao giá, thâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tu bài điều tà mi, mà dắt diều ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chứ cũng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lốt. Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cung kiến hoài hoài. Ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai, cung với lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu xíu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn chảy chọt lao sao, bối lem mắt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dĩ đoan. Ráng giữ gìn luân lý tam can, tròn đức kỳ hạnh mới là báo quý. Nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hỡi say mê, khùng chỉ rõ đường tà néo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác phàm dình đáo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang giàu chẳng xót thương dùm. Có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật má trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rai vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diệu đạo lý rảnh đường. Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thảnh thơi,
tu giả dối thì lao thì ly, khùng khuyên hết kẻ ngu người tri. Ráng tỉnh tâm suy nghĩ đau màu, chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Cách chư Phật không khi nào rành, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Cách chư thần tuần vạn năm canh, về thượng giải tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, con làm nhân thì quá ít oi. Hỏi công đầm xem xét hẳn hoài, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khổ kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khô nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý chớ nên chán nàng, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Sau đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho bà già rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trì tâm bất biện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đăng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yếu dân chỉ rõ đau màu. Ráng trì tâm tướng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm báo ngược, ta phần hồn giáo khắp thế gian. Vào sát trần nước mắt chưa chan, khắp lễ thứ nghe lời thì ít. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mấy cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tứ di mây phủ nhiều đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiếng cảnh ta về, non bồng ta ở giữa cày mấy năm.
Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ấy mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kể cười cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâm, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháu rau đỡ giả tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lâu sau bể bắt cái non tầng, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cùng là rạng tới viên tâm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Hiểu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai.
mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lâu đài cùng xa. Lập rồi cây hội long hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian ta hồn sắc cũng tiêu, thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thường trong lễ thứ sáu sao từ đây. Chinh chinh bông sẽ về tây, đoái nhìn trần thế xác thấy ấy hề. Thương trần ta cũng ráng thầy, đặng cho ba tánh liễu bày tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời văn vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa Am làm gì. Bây giờ bác lộn với chì, nửa sao lọc lại dích tì cũng chê. Bờ dân chớ có say mây, trung lương chánh trực giữa cây đài mây. Mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bàn với cao cây, bây giờ xuống thế cao cây lìa xa. Thiên cơ biên đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xạ duân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lốp bãi lốp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đoán đường nó bắt xé tan xác hồn. Chữ rằng quả phước
vô mông, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mang xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần đổ cho. Thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ kha trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lãi cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vẫn làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lầm son mới vừa. Nghinh ngang hồn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thu hầm xé thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai.
rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ý của giàu sang, chẳng kiên trời Phật mấy mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chốc ghẹo gái xinh, nửa sau mắt phải yêu tính hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng vừa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà trái hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới là. Phải gìn dục giống lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vén giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chày, chứ đừng cái lệnh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dẫu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Giải rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẻ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đứng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xạ duân mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rách
tìm đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết vậy thì dân ngôi. Tại sao chẳng cũng chè xôi bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chữ tu hãy ráng miệt mài đừng kể vắng dài đừng nể mau lâu. Dẫu khuyên khắp hết đâu đâu bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma cũng kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bất cóc khen trong đàn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ mắt phải chuyện gì phụ phục bình hưng. Lại thêm đàn địch từng tân đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không bằng, mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mày làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước vậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo von, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bãi cách ba, nó đòi nắm cách người ta hoảng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác hồn lìa xa. Mỹ anh thầy thuốc lan xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chỉ đừng phiền, đồng bát đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lân, hãy nên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê dốt
thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lấp đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thấy sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nói gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tao nhiều cánh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bất miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiết rành tiếng ni. Chứng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hổ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rện trời. Gặp ai mắc nản cười chơi, chứ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bôn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi.
Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mắc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trận mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng Dương, trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thư mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rừng, quý yêu ba tanh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Danh thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm suy xoan phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn mong tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì giả răng. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều mông, bùa mê thuốc lúa mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thời mắt tan tạnh về sau. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chanh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mây mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nan nguy. Phiền bình bôn phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện đi sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó lãm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lấp lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiện lành chừng đó sum dày, quân thần cổng lạc mấy ngày vui chơi.
đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lầm tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chứ có sờn ráng tu, thì được xem đàn trên mây. Người hung chết đất chật thấy, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Mấy người còn được xác thân, thì là đài ngọc các lân mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chế ta, rằng dãi rắn khờ cũng cam. Dương trần bỏ bất tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điểm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng sông sao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thoái cũ làm càng, trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bổ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lấy thêm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mã thêm nhắn cho đời. Hạ quân lòng giả đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời giải của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta giải cố lì cốt, mà cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tráng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân kho đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cõi cây rung, phương xa có giặc thông dung đằng nào.
trời Tây chung nó hùng hào, đem lầm gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lay. Ước mong dân khỏi nạn tai dắt, diều tiếng cảnh bồng lái nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi, bao hiu lúc thân yếu già. Dường linh đốm hoài mới là, có chi cũng nấy vậy mà dân ôi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miết mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đón đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt quá. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xứng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì, cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nó lại khinh chê, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lơi. Xó hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thốn vong, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lạ lê. Gặp ai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thầy gian rân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đợi đừng đợi trả ơn, miếng tròn bổn phận hay hơn bát vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bót bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triều minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bông ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét ưa ta cũng mắc
tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào. Bá gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Gián này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta, ta chẳng tiếc chỉ miền cho ba tánh nạn gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thể đưa thoái, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tanh bất tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cản lời mà ý còn dài, hiến cho trần há mốt bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thành lui gót Phỉ Bôn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nêu ghi, miêu xoắn tạc để tu mỹ trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tầm, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc mắng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặt ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời, thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chữ tăng, việc tu không đợi hướng đánh làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đăng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị nắm non bãi núi, phổ độ ba tánh vạn dân. Tiêu tai tịnh sự giải thoát, mê ly ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mái cứu đời.
Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đẳng thượng thành thới vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tứ di mây phụ nhiều đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực kỳ âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kể cười cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâm, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháo rau đỡ giả tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lâu sau bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là rạng tới viên thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh.
chuông kia treo sợi chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Hiểu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời.